Hi, hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video số 7 Đấy ừ, thế nào, vào phần về phần ngữ pháp Đây là câu đầu tiên há hào yoku ryoko shimasu ga Chichi <laughs> wa ừ. Câu này nếu mà bạn nói, nói nhiều rồi thì sẽ Đã chọn nghe được đáp án đúng không? Rồi, là năm dễ mà Amari, đúng không? Amari đường sau nó sẽ là dạng phủ định Nên là gì? Ở đây chúng ta có thấy là shimasen đây đúng không? Rồi, thế là gì nhỉ? Mẹ tôi thường hay đi du lịch nhưng mà bố nhưng yes, gà mắt gà đấy nhá nhưng chỉ chỉ ạ bố tôi thì không hay đi lắm đúng không amari simasen được chưa nào hay hay là chúng ta có thể nói rằng là gì amari tabenai amari ikanai được chưa nào hay sẽ được mà sinai được nhớ chưa cái gì cũng được được chưa nào còn toki ở đây là gì nhỉ đúng rồi thi thoảng đúng không toki doki tabemas thi thoảng tôi sẽ ăn toki simas toki simas

sáng nào tôi cũng đi làm mà chẳng ăn gì nani mo tabenai de đấy không cái tabenai de de ở đây là gì nhỉ tabenai de tức là gì nhỉ? không ăn gì cả nó nối câu thôi tabenai bằng vậy tabenai này tabenai de kai sai ikimas hai chẳng ăn gì à? nani mo tabenai a à, onaka ga suita kesa kara nani mo tabenakatta a à, đói quá từ sáng giờ chẳng ăn gì cả nhớ chưa Hay. nani mo nai đấy không nani mo nai tức là chẳng có gì nani mo tabenai tức là chẳng ăn gì thế nào hãy nán đến mộ hãy nán đến mộ là gì nán đến mộ là gì nhỉ cái gì cũng nán đến mộ tại vì cái gì em cũng ăn dạy gì cũng được nán đến mộ xíu thì là sai ok Hãy câu cái câu ga mai san no hon deska kore des okどれどこ何どう okay ta những từ học rồi đúng không nào có làm đúng không đây ok Đáp án chúng ta là Dore Dore ga Dore ga mai sang no hong desu ka Đúng không? Hai. Cái nào Dore Dore là cái nào? Được chưa? Cái nào là cuốn sách của mai vậy? Đúng không? Cái này Được chưa nào? Hai. Doko là ở đâu? Đúng không? Hai. Ở đâu là cuốn sách của mai? Không được Đúng không? Hài. Cái nào? Đúng không? Hai. Cuốn sách nào là cuốn sách của mai vậy? Được chưa nào? Nani là cái gì? Nani là cái gì là không phải Cái gì là cuốn sách của mai không được? Đô là thế nào nhỉ? Đô kangaimasu ka? đô Do desu Anh cảm thấy nào? Được chưa nào? Hay, vậy là chúng ta đã kết thúc video số 7 rồi Ok? Hay, ôn tập lại rất là nhiều đúng không nào? Hay, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo Nhớ comment xuống nhá Like và chia sẻ nữa Bye bye